Không phải Hello, chào cả nhà nha. Bữa nay bảy thì tin xuống nhà của Hợp, là Hợp có giới thiệu hai cái gốc cà phê, trong đó có thằng là hai gốc cà phê mà cái này là làm kỹ nha, cái này là gốc cà phê bữa chánh nay bán tông á. ra 90 năm rồi, Gù ghê ghê không? Cái này mà ngon. cả nhà mà thấy một cái tả giá đấu giá là luôn chứ, ngon lắm Quay trên này chứ, à. lên trên này chứ, cho thấy đỏ không? Đó, đó đây nè, Từ đó. từ. Đó, tôi ơi. Thấy thấy không? Thấy gù 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 không? Ngon. Cận cảnh luôn ha. Mấy có chụp hình không? Lên lấy điện thoại xuống chụp cho Ôi. về cho má xem đi đi. Cái này là hai 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 cái giá đó là để hai ly rượu uống đó Đi đi lên lấy điện thoại xuống chụp. Còn cái gốc bên đây á là cái màu nó nổi tự nhiên luôn nha. Đó, cái màu lên đỏ tự nhiên luôn. Mà nó gù hết biết luôn không? Đó, giống như cá La Hán nó là nó gù vậy đó. Trời ơi đẹp à. Đó. Hình tà le đó, nhiều hình. Mấy bạn nào thấy được cái hình gì comment bên dưới nha, chứ mình thấy được cái hình sư tử rồi đó, Sư tử cái hình nhóc. sư tử ở dưới cái ly nè, đó hình sư tử nè đó, chứ mình thấy cái hình sư tử rồi đó, nguyên một Nhớ con sư tử luôn. là phim Tề Thiên mà có hai cái sừng là con hình gì, là có hai cái sừng bên này. Đó. Bữa nay cũng vô tình mới biết cái hai gốc cà phê này nha, mà mình quay cũng chia sẻ các bạn xem chơi. Mình cái này là lần đầu tiên mình thấy luôn đó. Ở đây là ông chủ hai gốc cà phê các bạn, Hợp á, Này là con gì nè, có hai gốc mà cà đặc biệt là cái ông này mới dữ hơn nè, ông này là ông tặng là cái hai gốc cà phê này cho cái ông món xanh đó đó, đó đặc biệt hơn nha. Ủa bạn có gì mốt liên hệ là liên hệ ngay đúng ổng á. ra đâu chừng Đó để mình quay xa tám xa chục tí triệu xíu rồi à. Đó có chú ba luôn nha. Chú ba ổng mê rồi. Cái cây cái gốc đó mà để hai cái ly rượu ổng mê rồi. Mốt thiết kế là có cái vòi mà chế vô hai ly rượu luôn ngon á. Rồi nhậu ngon luôn á. Bấm nút là bấm nút thì xả xả rượu xuống là cứ bưng uống à. Ngượng ly tờ nó đúng có độc cần luôn nè, luôn độc chiêu luôn á. mà nó quay cần sao đây nổi tự nhiên nè, tự nhiên động nổi luôn rồi đẹp chưa đó, mấy bạn thấy đẹp không? à. Bạn nào cho giá nhớ comment bên dưới nha, cho giá luôn nha, Ai cầm đâu khoảng 3 có gì tỷ chuyển nhượng luôn. khoảng 3 tỷ Cái này là gốc gốc cà phê á. Clip bên đây xin hết nha. Mấy bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi bye bye các bạn nha. Bye.